chào tất cả mọi người quay lại với podcast series cùng với Reader Nguyên Nguyên. Hello mọi người, tuần rồi mọi người có khỏe không? Dạo này mọi người có tâm sự hay là có gì vui không? Hãy comment cho Nguyên biết với. Tại vì với Nguyên bây giờ mọi người giống như là những người bạn vậy đó. Và bởi vì vậy cho nên là với cái sự yêu quý yêu thương đó, Nguyên rất muốn làm một cái chủ đề nào đó để giúp các bạn trở nên tự tin hơn và hiểu về bản thân mình hơn, cũng như là biết được những người xung quanh đang nghĩ gì về mình, để chi không phải để mình tự ti mà để mình cải thiện và ngày một tốt hơn, vui vẻ lạc quan hơn, đại loại vậy. Và với cái tinh thần đó, hôm nay Nguyên đã chuẩn bị một bộ nail rất là hổ báo cáo trồn, mọi người thấy không mọi người? Tại vì đây chính là tôi đó, mọi người thấy cái bộ nail này là mọi người biết tính cách tôi đó đó. Hy vọng là mọi người có thể cảm nhận được tính cách của Nguyên thông qua những cái trải bài của Nguyên. Còn bây giờ Nguyên sẽ cho mọi người biết rằng là mọi người xung quanh bao gồm đồng nghiệp, gia đình, bạn bè nghĩ gì về bạn. Và bây giờ không chờ đợi gì thêm, chúng ta sẽ bước vô trải bài luôn nha. Mọi người hãy cùng tập trung suy nghĩ về những người xung quanh mình. Và sẽ hơi đặc biệt thêm một tí, đó là bởi vì đây là trải bài nói về dự đoán về tính cách và suy nghĩ của người khác về bạn, cho nên là Quy sẽ dùng cùng lúc hai bộ tarot luôn. Bây giờ mình sẽ bổ sung bằng một ít oracle, thông điệp từ những vị tiên để cho mọi người biết rằng là người khác nghĩ gì về bạn. Ok mọi người ơi, Nguyên đã có 3 tủ ở đây rồi. Và như mọi khi tụi mình sẽ đặt đá lên cho các bạn chọn nha. Viên đá đầu tiên, một viên đá màu xanh lá cây là tụ 1. Viên đá thứ 2, đá màu vàng nha. Tụ 2, đá màu vàng. Tụ 3, đá màu tím. Mọi người thấy không? Rồi, Nguyên nhắc lại nha. 1, 2, 3, thứ tự không bao giờ thay đổi. 1, 2, 3. Mọi người hãy nghĩ về những người xung quanh và trực giác sẽ lên tiếng để mách bảo cho các bạn biết là mọi người nghĩ gì về bạn. Nếu mà các bạn đã chọn xong rồi thì Nguyên sẽ bắt đầu với tụi mình. Gặp gỡ mọi người một tuần hai lần là niềm vui của Nguyên. Và chúng ta sẽ bắt đầu với viên đá đầu tiên nha. Đây là viên đá màu xanh lá cây. Ok, rồi để coi mọi người nhìn nhận về bạn như thế nào. Ba lá nói về tính cách. Chúng ta có Knight of Swords, đây là lá kỵ sĩ kiếm. Page of Pentacles, đây là lá tiền xu. Page, lá bay đồng xu. Và The Sun, lá ánh mặt trời. Lá này rất đẹp mọi người, vị tiên trong lá này rất đẹp. Rồi tiếp theo, đây là hai lá nói về hoàn cảnh xung quanh các bạn. Và sẽ cho Nguyên biết được là mọi người xung quanh cảm thấy các bạn trong cái hoàn cảnh nó như thế nào. Chúng ta có, oh my god, ở đây chúng ta có 4 ly và The Moon. Tụ này rất là đặc biệt ở chỗ là các bạn có cả The Sun và The Moon nha. Wow, wow. Tôi bắt đầu thấy một nguồn năng lượng rất đặc biệt ở đây. Và đây sẽ là lá hé lộ chính xác nhất. Lá Oracle chúng ta có Spiritual Teacher. Oh my god. Oh my god, tụi này mình cảm nhận được một cái năng lượng rất là thần bí. Ok, tụi này nha. Bây giờ chưa có nói về việc là người khác nghĩ về bạn như thế nào, mà mình sẽ nói về bạn trước. Cái tính cách của các bạn tụ này nè, bề ngoài các bạn là một người cực kỳ hoạt náo, các bạn rất là vui vẻ, các bạn là người tỏ ra rất là ngây thơ vô tư, mà không phải kiểu ngây ngô đâu, mà các bạn tỏ ra các bạn không nghĩ gì nhiều so với tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Bạn tỏ ra là mình suy nghĩ rất là đơn giản, bạn tỏ ra là mình rất là lạc quan, tích cực, yêu đời. Và bạn làm cái gì bạn cũng rất là nhanh nhẩu ấy, kiểu như là nói cái làm liền. Ví dụ bạn thích cái đó thì thấy bạn mua cái đó, nó bạn thích đi đó là bạn đi ở đó. Nói chung là bạn là một người rất là có nói có làm và cực kỳ vui vẻ, đó là cái cách bạn thể hiện ra với mọi người. Nhưng mà thật ra mọi người có thể cảm nhận được nha, mọi người có thể cảm nhận được ở bạn có một cái gì đó nó che giấu bên trong. Cái bạn tụ một này á là một người có rất là nhiều lớp tính cách khác nhau á, có nghĩa là những cái người mà xung quanh, thí dụ trong đồng nghiệp đi, đồng nghiệp tiếp xúc với bạn mỗi ngày cảm thấy bạn là một người rất là hoạt náo, nhưng mà ngờ ngỡ đâu đó người ta sẽ cảm thấy là bạn không hoàn toàn như những gì bạn thể hiện ra. Và thật sự đúng là vậy, mọi người cảm nhận đúng, tại vì phía bên trong của bạn á nó có một cái phần mà rất là nội tâm. Không, ý mình không phải vậy, nhưng mà thật ra là các bạn tụ một này á, bên trong các bạn suy nghĩ rất là nhiều. Các bạn là người có cái sự tinh tế, có sự quan sát, có sự gọi là consider, thường hay băn khoăn giữa rất là nhiều điều, nhưng các bạn không có tỏ cái phần đó ra. Và đôi khi có những người họ cảm nhận được cái phần đó và họ sẽ có chút ngờ vực về các bạn. Họ không có biết là
thật sự bạn như thế nào, họ bị tò mò là con người bên trong bạn như thế nào, cuộc sống riêng của bạn như thế nào, mọi người rất là tò mò về bạn. Và nếu mà để gọi là tóm lại ở tụ này á, mọi người nhìn nhận về bạn là tích cực hay tiêu cực á, thì mình không thể kết luận được, tại vì con người bạn rất là sâu, con người bạn có rất là nhiều tầng tầng lớp lớp mà phải tùy đối tượng, tùy người thân hay là người không thân thì mới hiểu được bạn. Đối với những người không thân, họ chỉ biết về bạn như một người rất là nhiệt tình, rất là nhiệt huyết, rất là vui vẻ, rất là tích cực. Nhưng mà đối với những cái người mà thật sự thân á, thì họ sẽ biết được là bên trong bạn sẽ còn nhiều suy nghĩ hơn, sâu sắc hơn và trầm lắng hơn. Và đặc biệt là với những người mà đủ thân thiết với bạn nha, họ biết được cái sự sâu sắc của bạn, họ rất là hay tìm tới bạn để xin lời khuyên cực kỳ luôn. Ở đây các bạn có lá spiritual teacher, đây là một cái lá thể hiện là bạn là người rất là giỏi khuyên nhủ và cho người khác một cái định hướng nào đó trong cái cách suy nghĩ hoặc là cái cách ra quyết định, và mọi người tin tưởng ở bạn vì họ biết là đằng sau cái vẻ ngoài có vẻ rất là vô tư, vui vẻ, lạc quan đó thì bạn là cả một con người có chiều sâu, có kinh nghiệm và có một số cái trải nghiệm có thể là nó hơi đau thương luôn, nhưng mà bạn quá lạc quan để bạn không thể hiện cái phần đó ra. Và mình thấy là tụ một là một người rất là thú vị. Nếu mà ai mà hẹn hò với các bạn tụ một là sẽ kiểu ngày ngày lại biết thêm một phần của cái người đó đó. Cá nhân mình thấy là tụ một là một người cực kỳ thú vị nha. Rồi, đó là những gì mọi người cảm thấy về tụ một. Và bây giờ là tụ hai, chúng ta sẽ đến với viên đá màu vàng. Mọi người thấy viên đá màu vàng này không? Rồi, đầu tiên sẽ là ba lá mô tả tính cách. Chúng ta có Wow. Chúng ta có Queen of Pentacles, lá nữ hoàng xu. Chúng ta có The Moon, là lá mặt trăng. Và lá Five of Cups, 5 ly. Rồi, mô tả tình huống và suy nghĩ của mọi người. Chúng ta có 6 xu, hợp lý. Và 9 gậy. Rồi, tiếp theo, lá Oracle tiết lộ suy nghĩ của mọi người, đó chính là Spring, lá mùa xuân. Mùa xuân, ok. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu những bạn trong tụ này là những bạn nữ có một cái vẻ ngoài rất là dịu dàng, nữ tính, dễ thương, bánh bèo, món mặt như mình chẳng hạn, đúng không ạ? Nói chung là bạn rất là sweet, bạn rất là ngọt ngào nhá. Và nếu mà đầu tiên ha, mình cũng sẽ nói về các bạn ở tụ 2 trước. Các bạn ở tụ 2 á, có một cái nguồn năng lượng nữ tính ổn định, như là mọi người sẽ cảm thấy bạn rất là bình ổn, bạn không phải kiểu cảm xúc lên lên xuống xuống đâu, bạn không có như vậy. Nhưng có một cái vấn đề là bạn khiến cho mọi người có một cảm giác khá là mù mờ về tính cách thật của các bạn, mà bạn có thể là bạn cố tình như vậy luôn. Bạn không có tiết lộ quá nhiều, bạn không thể hiện cảm xúc quá nhiều. Đa phần á, có một cái tình huống nào đó mà xảy ra đi, làm các bạn không vừa ý đi, thì người ta cũng không biết là bạn có giận hay không, người ta cũng không biết là bạn có tức hay không. Bạn không có thể hiện cái phần đó ra, bởi vì lúc nào bạn cũng cố gắng giữ một cái hình ảnh khá là chỉnh chu, bình tĩnh của một cô gái khá là trưởng thành, nữ tính ấy. Còn nếu như mà các bạn chưa đến tuổi trưởng thành ấy, thì các bạn cũng là một cái bạn kiểu học sinh hay là sinh viên khá là bình ổn và có một cái sự bình tĩnh trong cái cách giao tiếp của mình. Nó đến từ một cái nền giáo dục hay là cái như là cái cách giáo dục của gia đình á, khiến bạn từ nhỏ bạn đã như vậy rồi, hay là do tính cách của bạn cũng khá là hướng nội. Nhưng mà các bạn biết sao, thật ra mọi người á lại đánh giá bạn tích cực hơn bạn nghĩ. Cái tụ một á thì không rõ ràng là tích cực hay tiêu cực, tụ một là tùy người nha, nhưng mình nói là tụ một là một người rất là sâu sắc, nhiều lớp lan, cho nên là tùy đối tượng mà họ cơ sở khác nhau. Còn ở cái tụ hai này nè, bạn luôn sợ là người khác đánh giá xấu về mình, cho nên là bạn luôn cố gắng giữ cái sự bình tĩnh, kể cả khi bạn không thoải mái bạn cũng không nói ra. Nhưng mà họ đánh giá về bạn rất là tích cực hơn những gì bạn biết rất nhiều. Có thể là sau lưng bạn họ sẽ thường hay nhắc về bạn như một người rất là thoải mái, là người rất là nhiệt tình nè. Tại đây mình thấy có lá sáu xu nè, đây là một cái lá của sự cho đi, của cái sự hào phóng. Bạn là một người biết cho đi và bạn thường hay cho đi khá là nhiều, hay là bạn không có tính toán nhiều với mọi người á. Ví dụ như là một bữa ăn bạn sẵn sàng chia đều tiền với tất cả mọi người, dù bạn chỉ đến đó có mặt thôi, hoặc là bạn tặng quà cho mọi người rất là có tâm nè, mọi người rất là thích cái chuyện đó. Và ngoài ra thì có một cái điều á, là mọi người mong rằng là cái phần tốt đẹp của bạn á sẽ giúp bạn thể hiện bản thân nhiều hơn. Bạn vẫn còn ngại thể hiện bản thân quá và mọi người nhìn thấy điều đó. Thí dụ sếp của bạn, đồng nghiệp của bạn đều cảm thấy là với cái năng lượng này, với cái năng lượng này bạn có thể làm nhiều việc hơn, hay là đúng cái lúc đó nếu mà bạn cảm thấy các bạn không thích, các bạn hoàn toàn có quyền nói ra chứ sao các bạn lại chịu đựng như vậy. Họ mong là các bạn sẽ vượt ra rào. Đây là một cái lá của hàng rào, của sự rào chắn không thể hiện bản thân ấy, thì họ mong bạn vượt qua được cái sự tự cô lập bản thân mình, hay là tự giấu bản thân mình đi như vậy. Và nếu mà kết luận
là tổ 2 được mọi người đánh giá như thế nào? Mọi người cảm thấy bạn có một nguồn năng lượng của mùa xuân, mọi người rất là thích ở bên cạnh bạn, đánh giá rất là tích cực về bạn, cho nên các bạn ở tổ 2 á đừng có sợ mất lòng người khác, mọi người rất là quý bạn. Và khi mà người ta đã quý mình rồi á, cái việc mình là bản thân mình á không có làm người ta ghét mình được. Kể cả khi đôi khi bạn nóng tính, bạn bực bội hay là bạn không hài lòng, bạn hoàn toàn có thể thể hiện cái sự không hài lòng đó ra, và người khác sẽ phải tự điều chỉnh để không làm bạn tổn thương, chứ không phải lúc nào bạn cũng là cái người phải chịu đựng, phải giấu vào trong hay là phải tỏ ra là mình không sao, mình ổn. Thì mọi người rất là yêu quý bạn, hãy tự tin vào điều đó và thể hiện bản thân mình nhiều hơn nha. Mình thấy thương mấy bạn tụi hai quá à, mấy bạn tụi hai rất là dễ thương luôn á. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với tụi ba nha. Tụi ba là viên đá màu tím. Viên đá màu tím nha. Rồi, tụi ba có gì đây? Tụi ba có Knight One, kỵ sĩ gậy. Judgment, sự thức tỉnh. Yeah, sự thức tỉnh. Sáu kiếm. Rồi, hai lá mô tả tình huống. Chúng ta có, wow, các bạn ơi, các bạn có hai lá Judgment ở hai bộ khác nhau. Oh my god, nè các bạn nhìn nè, Judgment and Judgment, các bạn có hai lá Judgment ở hai bộ khác nhau luôn. Đó là lý do mà Queen xài hai bộ đó mọi người. Tôi có lý do của tôi. Và có Queen of Wands, các bạn có thêm một lá gậy nữa ha. Tụ này rất là trội, cung lửa, bạch dương nhân mã sư tử. Rồi, bây giờ lá Oracle duy nhất chúng ta có, Your desire is within reach. Cái ước muốn của bạn hoàn toàn trong tầm tay. Ok, cho Queen một giây nha, tại vì thật sự là cái stress bài này nó quá thú vị á mọi người. Hai lá Jasmine. Wow. Ok. Rồi ok, các bạn tụ 2, tụ 3, sorry, các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người luôn ở trung tâm của một cái tập thể nào đó. Cái trung tâm này có nghĩa là các bạn luôn có một cái nguồn năng lượng mà khiến người ta luôn phải theo các bạn. Hoặc là nếu như mà thí dụ trong một nhóm chơi với nhau đi, các bạn sẽ là cái người bài đầu ra là bây giờ mình đi đâu, mình làm gì. Hoặc là trong cái nhóm đó có thể bạn sẽ là người đẹp nhất, hay là không phải là đẹp nhất mà là thu hút nhất. Nói chung là có một cái gì đó khiến cho mọi người bị hút về phía bạn. Bạn giống như là con chim cú trong cái lá này, bạn nhìn nha. Tất cả những cái vị ở đây đều là vị tiên, vị phù thủy, vị tiên các kiểu ấy. Nói chung là đều là những người có phép thuật ấy, nhưng mà lại phải nhận cái nguồn năng lượng từ cái con chim cú này. Cái năng lượng bụi tiên của con chim cú này tỏa ra cho tất cả mọi người. Và bạn chính là trung tâm của sự chú ý, bạn chính là trung tâm của những bất kỳ tập thể hay là bất kỳ cái nơi nào bạn đến. Bởi vì bạn có một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời. Và ở một khía cạnh khác á, vì cái năng lượng này á, cho nên cái adjustment này nó lặp lại một lần nữa. Có nghĩa là sao? Mọi người sẽ đi theo cái sự định hướng của bạn. Thí dụ như là bạn trong một nhóm bạn đúng không? Bạn nói là 4 giờ tụ họp ở nhà nhỏ đó, ăn uống xong đi qua chỗ khác chơi, mọi người sẽ làm y chang vậy. Hoặc là trong công việc bạn có thể là leader, hoặc là cho dù bạn chưa làm sếp mà trong một cái môi trường rất là nhiều đồng nghiệp với nhau, thì các đồng nghiệp mà cùng cấp với bạn á, sẽ có xu hướng làm theo cái cách của bạn hoặc đi theo cái sự dẫn dắt của bạn. Bạn này có một cái năng lượng, những bạn tụi ba có một cái năng lượng lãnh đạo rất là tự nhiên, và đồng thời đi kèm với cái năng lượng lãnh đạo đó là cái năng lực hành động của bạn rất là cao. Các bạn là những người rất là chủ động nha. Thí dụ như là các bạn sẽ rất là rõ ràng trong cái việc hoạch định ra một ngày của mình làm những gì, đạt được những gì. Các bạn có nạp once. Và ở trong mắt mọi người, vì bạn có cái năng lượng chủ động đó, rất là mạnh mẽ đó, rất là biết cách tránh né những cái tình huống khó khăn á, bạn này là những người được gọi là EQ cao á, là trí thông minh cảm xúc các bạn cao á. Tại vì bạn rất là biết khéo léo để tránh được những cái tình huống khó khăn của mình, nó thể hiện qua lá sáu kiếm này. Cho nên trong mắt mọi người, bạn thật sự là một nhà lãnh đạo, bất kể bạn là nam hay nữ. Nhưng mà mình cảm thấy là các bạn chọn năng lượng nữ hơn. Yes, năng lượng nữ của bạn rất cao. Nhưng mà là một kiểu năng lượng nữ rất là nữ quyền. Ở đây chúng ta có Queen Wands, nữ hoàng gậy, và còn có Knight Wands nữa. Nói chung là mấy bạn này á, là đúng kiểu nữ quyền và hot boy, hot girl. Hoặc là những cái kiểu mà rất là chiếm hết spotlight trong bất kỳ một cái tổ chức nào á. Như hồi mình đi học thì nó sẽ là hot boy, hot girl. Hoặc là mình đi làm thì có thể đó là sếp mình, hoặc là một cái nhân vật trung tâm nào đó. Anyway, mấy bạn hiểu không? Và bởi vì các bạn có một cái kiểu năng lượng như vậy, mọi người nhìn nhận các bạn theo cái cách như vậy, cho nên họ nghĩ gì về bạn hả? Họ cảm thấy bạn là những người muốn gì được nấy. Kể cả khi các bạn có thật sự như vậy hay không, họ vẫn tin rằng bạn là một người, hoặc là do bạn có điều kiện sẵn, ví dụ gia đình bạn có điều kiện sẵn. Hai là bạn là một người quá giỏi tới mức mà họ cảm thấy là cái gì bạn muốn bạn đều có khả năng biến nó thành sự thật hết, và họ rất là tin tưởng cái bạn
họ coi bạn là người dẫn dắt họ hay là người để họ nhìn theo đó, họ làm theo, họ đạt được những chuyện họ muốn thông qua cái cách mà các bạn làm, thì ok, các bạn tụi ba các bạn quyền lực quá rồi, mình cũng không biết nói gì hơn. Từ là các bạn của mình, cho nên là tụi mình sẽ còn gặp lại nhau 2 lần một tuần trên kênh CGV, đúng không mọi người? Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh để tiếp tục gặp lại mình trong những trải bài tiếp theo. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề tiếp theo nha.